Đội hình Việt Nam đấu Thái Lan, tân binh ra mắt. Ở lần đầu tiên được lên tuyển, hậu vệ Văn Kiên nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội ra mắt và Tuấn Anh cũng vậy. Của Mường Thông United, Văn Toản của Hải Phòng và Nguyên Mạnh của Sông Lam Nghệ An. Trong số này, rõ ràng Văn Lâm là sự lựa chọn tối ưu của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Ngoài tài năng đã được khẳng định ở AFF Cup năm 2018 và Asian Cup năm 2019, Văn Lâm còn đang chơi bóng ở Thái League nên sẽ được ưu tiên. Trung vệ mang trên mình chiếc băng thủ quân và cũng là trung vệ số 1 của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Quế Ngọc Hải đương nhiên sẽ chiếm một suất ưu tiên trong hệ thống phòng ngự 3 người của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ngoài ra, Duy Mạnh cũng là cái tên chắc suất bởi anh đã thấm nhuần chiến thuật của ông thầy người Hàn Quốc từ vòng chung kết châu Á tới nay. Do dính chấn thương, Đình Trọng không thể lên tuyển ở đợt tập trung này. Đây là mất mát hơi đáng tiếc với hàng thủ của đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, ông Park vẫn còn một sự thay thế xứng tầm là Bùi Tiến Dũng. Cầu thủ của Viettel cũng đã làm tốt nhiệm vụ thay Đình Trọng ở vòng chung kết Asian Cup năm 2019. Hậu vệ biên, hành lang cánh trái, Văn Hậu vẫn là ưu tiên số 1 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là vị trí bất khả xâm phạm, có khác là khi cần ông có thể đẩy Văn Hậu vào vị trí trung vệ. Câu hỏi đặt ra là ở vị trí hậu vệ phải, đội tuyển Việt Nam sẽ sử dụng ai? Thực tế, ở đợt tập trung lần này, ông Park đang gọi tới 3 cầu thủ có thể đá cánh phải là Trọng Hoàng, Văn Thanh, Văn Kiên. Tuy nhiên, Văn Thanh mới trở lại sau chấn thương kéo dài. Trọng Hoàng cũng không còn đạt phong độ tốt kể từ sau Asian Cup năm 2019. Trong bối cảnh đó, Văn Kiên dù chưa từng khoác áo đội tuyển Việt Nam lại trở thành sự lựa chọn sáng giá cho vị trí hậu vệ cánh phải. Ở V-League mùa này, Văn Kiên, 23 tuổi, thường xuyên ra sân trong màu áo Hà Nội. Anh thi đấu khá tốt ở vị trí hậu vệ phải. Nếu cần có một sự kết nối tới tất cả các vị trí khác, Văn Kiên sẽ được trao cơ hội ra mắt ở trận gặp Thái Lan. Tiền vệ trung tâm. Ở đợt tập trung này, huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập khá nhiều cầu thủ có thể đá ở vị trí tiền vệ trung tâm như Xuân Trường, Tuấn Anh, Đức Huy, Hùng Dũng, Minh Vương. Thậm chí Quang Hải cũng từng chơi rất hay ở vị trí vốn không phải sở trường này. Nhưng ở giải đấu mà đội tuyển Việt Nam không có Văn Đức, Quang Hải nhiều khả năng sẽ được đẩy lên hàng công. Người được ưu tiên số 1 cho vị trí trung vệ trung tâm chính là Hùng Dũng, cầu thủ luôn đảm bảo được yêu cầu về chuyên môn từ phía huấn luyện viên Park Hang-seo. Ở vị trí còn lại, Tuấn Anh có thể là cái tên gây bất ngờ bởi trong các buổi tập vừa qua, tiền vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã được sử dụng trong đội hình chính. Tiền đạo. Sau khi vắng mặt ở vòng chung kết Asian Cup năm 2019, Lão tướng Anh Đức đã được triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia. Gần như chắc chắn chân sút của Bình Dương sẽ được tin tưởng ở vị trí trung phong cắm. Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ hỗ trợ phía sau tiền đạo 33 tuổi này? Do Văn Đức không thể tham dự vì chấn thương, Quang Hải sẽ là lựa chọn hợp lý ở vị trí hậu công. Suất còn lại có thể sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cho Văn Toản, người đang thể hiện phong độ tốt ở V-League trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai.